thành ra ở đây tôi muốn nhắn nhủ quý vị là trở về theo dõi cái xác thân của mình. Khi mình nhìn lấy sự vật đó thì sự vật nó nằm ở trên trồng đen mình đó. Rồi cái sự vật đó là địa ngục vô gián, chưa có sự sống, chưa có cái biết. Thì nãy tôi có nói rồi, ghèn cháo, nước mắt, nước tiểu, phận. Còn ở ngoài đó là đất đá, cỏ cây, giày dép. Đất đá không có cỏ cây, cỏ cây là qua ngạ quỷ. Đó, thì khi mà tôi nhìn cái chai La Vi, thì cái chai La Vi sẽ nằm trên trồng đen của tôi. Thì cái trồng đen của tôi đó là sinh lý, có sự sống. Rồi bây giờ cái cảm giác mới mượn cái sinh lý này, mới phát hiện là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì cái này, cảm giác này kêu là ngạ quỷ. Cảm giác này nó khác với con cái trồng đen con mắt. Giống như cái ống loa, đây là tiếng nói đài phát thanh Trà Vinh, thì tiếng nói này là cảm giác. Còn cái ống loa là cái trồng đen con mắt. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì cái tiếng nói cảm giác này chính là ngạ quỷ. Khi chết rồi nó còn, nó còn sống một thời gian, nó sẽ luân hồi vào cảnh giới mới. Đại khái là như vậy. Rồi nếu mà qua cái này thì cái súc sanh đó, thì chúng ta nên nhớ là ngạ quỷ là chưa có đầu, thì nó không có tư tưởng, chỉ có cảm thọ thôi. Thì chúng ta nhìn cây cây cỏ, chúng ta biết cây cây cái đầu nó đâu ha, dưới đất. Cái chân nó, cái đít nó chổng lên trời. Cái nào cũng vậy, cái gốc là ở dưới, mà cái ngọn tước trên cao. Nó không có đầu, thành ra không có chân, không có tư tưởng phân biệt. Tới súc sanh, tới loài thú thì bây giờ mới có sự phân biệt. Loài thú có đầu, nhưng mà đầu đít ngang nhau. Chứ là để ý cái bài lục căn của sư trưởng nhất định đầu đít ngang nhau, nó đi bằng bốn chân. Thành ra nó bắt đầu có cái tư tưởng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mà không có ý chí, không có sự tính toán, sự quyết định để hành động, chưa có nghiệp. Thành ra chúng ta thấy con thú đó, con chó đó, hay nó gặp quý vị thì nó quát đuôi, nó mừng, nó biết chủ nó. Mà nó phân biệt không rõ, tới chừng chủ nó mặc áo trắng, đi về mặc áo đen nó sủa liền. Nó phân biệt không rõ. Mà nó bệnh đó thì nó ăn cỏ rồi ọc ra hết bệnh, mà không hết thì chết. Còn con người là có sự tính toán, đi mà mặc đồ trắng mà về mặc đồ đen, con người nhìn cái biết liền. Con người thông minh như vậy đó. Giờ hãy bệnh mà không có thì cạo gió, chích những thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, giờ bấm huyệt thôi, đủ thứ hết. Nhưng mà con người năm tưởng năm tình, thành ra làm nhiều khi là thắng có khi bại, năm phần thắng năm phần bại. Rồi tới cõi trời dục giới, tức là giữ năm giới, thì cái tưởng nó mạnh hơn sáu phần, thì con người là bắt đầu có kinh nghiệm. Quý vị ở trong mình phải biết ha. Thành ra quý vị thấy nói chuyện đó, ta nói cái thằng này nó làm cái gì làm, hãy nó cảm giác thích cái gì nó làm, chứ nó không có suy nghĩ. Thấy vàng nhào vô giật liền, ta đập chết cũng được. Đói bụng quá thấy đồ ăn ngon nhào vô giật, không có suy nghĩ, làm việc không có suy nghĩ. Thì chúng ta nhìn chung quanh, nhìn cha mẹ mình hồi lúc sống làm sao, rồi mình biết bà này ở trạng thái nào. Nhìn mình, nhìn cha mẹ mình, nắm cái này. Việc làm mà không có sự, không có tư tưởng xen vào đó, hay cảm giác thích cái gì làm cái đó, hay làm mà không có suy nghĩ cái gì hết. Còn tới người thứ hai làm có suy nghĩ, mà suy nghĩ cạn cợt, cũng như con thú à. Nó tính toán, nó suy nghĩ, nhưng mà thay đổi một cái là nó không phân biệt được. Nó mày làm, mày suy nghĩ mà không có đắn đo, không nghĩ tới hậu quả nó. Nghĩ sao làm vậy? Ta nói mày nghĩ sao mày làm vậy, cho mày không có đắn đo suy nghĩ gì hết. Tức là chưa có đắn đo là chưa có mặt na, chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Tới con người đó, thọ ba giới rồi bắt đầu là có nghiệp, nhưng mà chưa có kinh nghiệm.
Mày làm là mày có sự đắn đo, mà có khi thất bại, có khi thành công. Mày không có kinh nghiệm, theo có người làm thì không có kinh nghiệm, có khi là thất bại, có khi thành công. Cái gì nghĩ coi, có nhiều người mà chỉ họ làm thất bại 3 4 lần mới thành công được, có người chỉ họ làm còn hay hơn mình, thì đây là cõi trời dục giới. Rồi tới cõi trời sắc giới còn cao nữa, kinh nghiệm già dặn thì thôi, có đó để khi khác. Bữa nay chúng ta trở lại cái này để quý vị nhớ, thời giờ chắc nó cũng ít rồi. Đó thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống chúng ta sở dĩ đau khổ là bởi vì chúng ta không biết, sống sai chết mộng, cũng như con thú, cũng như gốc cây, cũng như cỏ cây. Cỏ cây không có sự phân biệt, tới như con thú thì phân biệt, mà kêu là phân biệt bằng bản năng, hãy nghĩ sao làm vậy à, chứ không có so đo tính toán, không có nghĩ là cái hậu quả như thế nào. Còn con người thì nghĩ tới hậu quả, nhưng mà nghĩ không có kinh nghiệm, thỉnh thoảng vẫn thất bại, có khi thành công, có khi thất bại. Thì tới cõi trời dục giới thì thường là thành công. À, thành ra quý vị phải theo dõi khi con mắt mình tiếp xúc sự vật, mình có biết hay không. Nếu mình biết, không biết thì bây giờ mình đang ở bốn đường ác. Lỗ tai mình nghe tiếng mình biết không, lỗ mũi ngửi có mùi biết không, có người trơ lì à, ăn uống ngủ nghỉ gì ai nói tới cười hề hề thôi, chứ còn hời hợt không biết mình ở đâu. Mà đạo Phật mình phải biết mình ở đâu. Thì bây giờ bắt đầu biết rồi, tôi ở đã ở địa ngục, tôi sống mà con mắt nhìn sự vật là tôi làm liền thôi, cảm giác dễ chịu tôi khoái là tôi chiếm liền, tôi không có suy nghĩ cái gì hết. Cảm giác mà khó chịu tôi cầm cách tôi đi đi lại đi, đồ ăn ngon rồi tôi vào tới tôi giật liền, tôi không có suy nghĩ gì hết. Mà người nào mà chống đối tôi là tôi bánh liền, chết cũng được, thí mạng. Thì những người này là chết thành ngạ quỷ, ngay bây giờ đó là ngạ quỷ rồi. Sống không vừa ý ai á, không ai vừa ý mình hết, mà không vừa ý là bắt đầu thí mạng cùi này. Thì chúng ta thấy rất nhiều, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có, nhưng chúng ta biết chúng ta đè xuống. Đè xuống bắt đầu cõi trời, cõi người. Những cái dục vọng cởi lên thì mình biết, mình sợ, mình cải sửa. Hoặc là niệm Phật đè xuống, mà khi mình sân thì giống loài thú vậy, nó hay sân. Mà sân thì thỏa mãn cái sân là súc sanh. Sân rồi chửi người ta, đánh lộn với người ta thì súc sanh. Mình để ý nhau. Còn cõi người, cõi trời bắt đầu niệm Phật đè xuống hoặc bỏ đi, bạc quán xét. Mình hồi đó với đó là quan trái, tôi giờ bỏ, tôi tha thứ nó. Hay là nghĩ mình cao hơn nó, mình tọa năm giới nó chưa có tọa, tôi tha thứ cho nó, mình cao hơn nó, thấp hơn. Thì lọt vào cái ngã bự của cõi người, cõi trời dục giới. Tốt, nhưng mà vẫn luân hồi. Còn khi mà mình ăn cái đồ ngửi cái mùi gì mà khó chịu, người phẫn, mình mà nổi sân liền. Ngửi cái mùi thơm mình thích liền, thì đó là cõi ngạ quỷ. Rồi bây giờ có phân biệt được cái mùi là mùi thơm, mùi thối có cái gì thì qua súc sanh. Thành ra mắt thì thấy sắc là nhận lấy sự vật, tai thì nghe lấy cái tiếng, nhận lấy cái tiếng, mũi thì nhận lấy cái mùi, lưỡi thì nhận lấy cái vị, thân thì xúc chạm lấy sự vật mà chưa có sự phân biệt, thì đây là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu đưa lên cái óc. Cái óc chứ không phải dây thần kinh, thì cái óc mới sửa lại, bắt đầu phân biệt. Thì bấy giờ sắc thinh hương vị xúc biến thành pháp trần. Mà quý vị coi trong kinh không hiểu pháp trần là cái gì. Tại sao ý căn là cái óc tiếp xúc với pháp trần thì sanh ra ý thức? Pháp trần là cái gì? Thì khi mà con mắt tiếp xúc với sự vật sắc trần, mà sự vật này bị sửa thành rõ ràng hơn, thì đây là pháp trần.
Pháp trần là bắt đầu có sự phân biệt, phân biệt con ngạ quỷ, rồi sau tới cõi cõi người thì cái pháp trần này đổi thành rõ ràng hơn nữa. Bởi vì họ có ý chí, có nghiệp, có ai lại ra thì pháp trần này nó rõ hơn nữa. À, cái hồi nãy mình nhận được cái chai la vi mà không biết đó là biết có vật thôi, rồi con thú mới phân biệt ở đây là vật, là chai la vi. Nhưng mà chai này nó khác với chai kia làm sao? Nó không biết, nó biết đây là người, đây là vật, không biết qua cái tiếng là đây là tiếng người, đây là tiếng chim. Mà người nam người nữ không có phân biệt thì cái đó là súc sanh, nó biết một cách lờ mờ thôi. Tới cõi người thì ngon á, có nghiệp phân biệt, ở đây là người nam, đây là người nữ, đây là tiếng chim, đây là tiếng người ta. À, thì chúng ta thấy là bắt đầu cõi người là có bổn phận, có sự cao thượng, có sự phân biệt, nhưng mà vẫn còn chiếm hữu. Rồi thấy người đẹp thì thích, thấy người xấu thì ghét. À, thì đó là chúng ta qua giai đoạn cõi người, tức là có sống bằng xúc thực thì vẫn còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà qua tới khi ngồi thiền đó thì cái này có ạ. Thành ra quý vị thường thường nói con ngồi thiền, con niệm Phật mà nó nghĩ tùm lum xuôi, nó tạp niệm hoài, thì biết cái tâm mình lúc này quá tệ đó. Tâm mình là tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Rồi bây giờ niệm bắt đầu nó tập trung được là tâm cõi người, thỉnh thoảng được 5-10 phút, nửa tiếng rồi nó lại chạy mất nữa. Tới chừng nào mà khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng, thì bây giờ chúng ta mới qua nhị thiền, đây là cõi trời. Đây là cõi trời. A lại gia nó đầy rồi, bây giờ cái kinh nghiệm mình có, trong đó nó phóng ra, mình nhận được. Và đại khái nó là như vậy. Vậy thì từ nay, quý vị phải theo dõi con người mình, theo dõi sắc thân, theo dõi cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó của ngạ quỷ. Tức là biết dễ chịu, khó chịu mà không có tư tưởng phân biệt, rồi mới đưa xuống dưới, thì sắc, thinh, hương, vị, xúc bị con thú nó sửa thành pháp trần, tức là bắt đầu rõ ràng hơn, có tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng non nớt, ấu trĩ thì cõi người mới có ý chí là nghiệp, mới sửa thành rõ ràng hơn. Thì cái pháp trần của con thú khác, pháp trần của cõi người trời dục giới khác. Trời dục giới cũng là bên ngoài nhưng mà cao thượng hơn. Rồi tới pháp trần của sơ nhị tam thiền thì pháp trần lại cao hơn. Nó không còn là cái hình ảnh của kinh nghiệm, mà kinh nghiệm già dặn. Thành ra đây nó không còn ăn bên ngoài nữa. Tới nhị thiền rồi, chúng ta nhập vô đó rồi, sơ thiền chưa đấy, tức là còn phân nửa bên ngoài, phân nửa bên trong. Niệm Phật đếm từ một người nó phóng là kéo lại, niệm Phật khỏi đếm nó phóng là kéo lại. Còn bây giờ nhị thiền là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng, nó không phóng đâu. Tâm ở đâu, thân ở đâu thì tâm đó. Thì cõi này cao á, tức là cõi cần ăn bên ngoài nữa được. Nhưng mà chúng ta được có 5 phút, 10 phút thì cái này cũng chưa cao đâu. Tức là phải 5, 7 tiếng, 7 ngày, 7 năm thì đây là cái này cao. Thì cái này là chúng ta khỏi cần ban hội niệm, nhưng mà nhờ ban hội niệm chúng ta giảng sanh cao hơn. Nhưng cái này tôi thấy quý vị chưa có ai đi đó đâu. Có đi thì chừng 1, 2 phút, 5 phút mà mừng cũng chết rồi. Hỏi là con vậy là con bảo đảm chưa đâu. Bảo đảm là khi được 7 tiếng hoặc là 7 ngày hay là 7 năm thì mấy cái này định lực rất là mạnh. Nhưng mà nhớ nha, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm mà không phát nguyện, không giảng sanh, không giảng sanh về cõi Phật, chỉ vì cõi trời thôi.